chương không một ha hả xuyên qua bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com mới vừa lên đèn ta cảm giác được ngực truyền đến đau đớn một hồi dưới mũi mơ hồ nhuyễn ngọc ôn hương trong đầu cũng một mảnh mơ hồ theo bản năng mở hai mắt ra thấy cũng không phải là cảnh tượng quen thuộc ngược lại là xa là trần thiết muốn đứng dậy nhưng bởi vì đau đớn mà phát sinh một tia rên rỉ thiếu thiếu gia ngài tỉnh ta đi thông tri phu nhân. Một cái hơi lộ ra kinh hoảng thanh âm truyện lọt vào trong tai, nằm ở trên giường nam tử trên ngực tất cả đều là băng vải, giường một bên để một chén thấy đáy chén thuốc. Thiếu gia. Nam tử này lắc đầu, để cho mình tươi mát một ít, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mê mang, đây là cái gì xưng hô? Ta vì sao lại ở chỗ này? Nhắm mắt lại liền chứng kiến vô số giường như đèn kéo quân một loại ký ức toái phiến ở trước mắt thoảng qua, nam tử này không còn cách nào an tĩnh suy nghĩ chỉ có thể bất đắc dĩ nằm ở trên giường trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn ta không phải ở trong cổ mộ sao đây là chỗ nào chẳng lẽ ta đụng quỷ sao thiểu thiên cảm thấy sao không bao lâu thanh âm của một cô gái truyền đến mang theo vẻ lo lắng cùng ý mừng thiểu thiên hư thoạt nhìn ta thực sự là đụng quỷ lại còn biết tên của ta bất quá muốn lấy ta long thiểu thiên mệnh chỉ bằng các ngươi những thứ này yêu ma quỷ quái. Trên giường hẹp người, từ từ mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một tia hàng quang. Đập vào mi mắt là một người trung niên phu nhân, nhu thuận búi tóc trên chỉ là phổ thông ngọc thoa cài tóc, thế nhưng hợp với bích lục la quần lại có vẻ cao quý trang nhã, trong mắt đẹp ân cần không che giấu chút nào, chứng kiến Long Thiểu Thiên quả thực trận trong mắt, dịu mục nhất thời tràn đầy mông lung hơi nước. Thiểu Thiên, ngươi không có việc gì y sư nói chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại là tốt rồi phụ thân ngươi xuất thủ quá ác thế nhưng thế nhưng ngươi cũng không nên trách phụ thân ngươi đều đều là ngươi tuổi trẻ khinh cuồng ai không đề cập tới ngươi bây giờ cảm giác thế nào trung niên phụ nhân một mặt thôi lệ một mặt nói năng lộn xộn thế nhưng trong ánh mắt quan tâm ý cũng chân chân thật thật long thiểu thiên lúc này mê man lúc nào ngay cả quỷ đều là huyền ảnh ảnh đế lẽ nào chúng nó đoạt tánh mạng người trước khi còn muốn diễn trò hay sao nhưng vào lúc này lại là vô số trí nhớ mảnh nhỏ tràn vào trong đầu long thiểu thiên nhất thời cảm giác được trong đầu truyền đến đau đớn một hồi nhất thời trống gọi ra trung niên phụ nhân thấy như vậy một màn lập tức hoảng hốt nhược hàng nhanh đi thỉnh y sư không hay là ta đi thôi ngươi ở tại chỗ này chiếu cố thật tốt thiếu gia nói xong phụ nhân này đi nhanh đi ra ngoài mà long thiểu thiên lại lại một lần nữa rơi vào trong hôn mê đêm nay có lẽ là long thiểu thiên kỳ dị nhất một đêm trong đầu những thứ này quen thuộc mà lại xa là ký ức toái phiến cư nhiên hoàn toàn cùng nguyên bản trí nhớ của mình dung hợp vào một chỗ một trận sáng xuất hiện ở mi mắt long thiểu thiên theo bản năng dương đôi mắt lần thứ hai nhìn về phía chu vi vẫn là tối hôm qua trong trí nhớ gian phòng không không thể nào hoàn toàn dung hợp trí nhớ giờ khắc này Long Thiếu Trời mới biết đây không phải là đụng quỷ, mà là, mà là chết tiệt xuyên qua. Hơn nữa xuyên qua đến cái này không biết chỗ nào dị giới, tên cương nhiên cũng là giống nhau như đúc. Long Thiếu Thiên bây giờ biết, mình bây giờ vị trí chi địa tên là Đông Thắng Vương Triều, là là cả thế giới trong đó một góc mà thôi. Cả thế giới bị chia làm cửu châu 18 triều, một cái vương triều bất quá một góc băng sơn. Mà Long Thiếu Thiên địa phương sở tại đó là Đông Thắng Vương Triều thành Thanh Dương Long Gia nói cách khác, hắn không bao giờ. Nữa là hoa hạ bộ đội đặc thù dị năng giả, mà là một cái con em thế gia, căn cứ tối hôm qua dung hợp nhớ được biết, chính hắn một con em thế gia còn không đơn giản, không nói nổi danh khắp thiên hạ, nhưng cũng nổi tiếng. Có thể nói ăn uống chơi gái đánh bạc cao thủ, tuyệt đối là ăn chơi trác tán trong điển phạm. Thế nhưng bất đồng duy nhất là, Long Gia cũng không phải gì đó khổng lồ gia tộc, Thành Thanh Dương cũng bất quá là Đồng Thắng Vương triều biên thủy trấn nhỏ mà thôi. Long thiểu Thiên cười khổ không thôi, ngươi nói ngươi là khổng lồ gia tộc công tử ca, vậy cũng a, à, ngươi lại là một cái gia tộc suy tàn tam thiếu gia, ngươi không nỗ lực cải biến bản thân, hoàn cái gì khổ a? À. Sâu đậm hít một hơi, nhắm mắt bắt đầu yên lặng cảm giác thân thể của chính mình. Trong cơ thể ngược lại là có thêm nhỏ bé chân khí lưu động, chỉ bất quá nhỏ yếu đến không thể thấy. Ở Hoa Hạ Long Thiểu Thiên mặc dù là dị năng giả, nhưng cũng khắp nơi tìm danh sư tập được chân khí phương pháp tu luyện, bất quá cũng chẳng có bao nhiêu lực sát thương, làm cường thân kiện thể nhưng thật ra dư giả. Mở hai mắt ra, sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí, hoàn hảo, dị năng tựa hồ cũng theo xuyên qua mà xuyên qua, thế nhưng, cái này dị năng cũng quá yếu chứ. Ở Hoa Hạ, Long Thiểu Thiên được xưng là hỏa thần đạt được thượng cổ trúc dung phong hào truyệt không phải là hư danh không chỉ là hoa hạ, coi như những quốc gia khác dị năng giả biết danh hiệu của hắn đều là nghe tin đã sợ mất mật. Mà bây giờ đây, nguyên bản quen thuộc cường đại dị năng ít nhất suy yếu mấy chục lần. 5, 4, 3, 2, 1 Yên lặng đến ngược nổi, khi đến tới một thời điểm, Long Thiểu Thiên mở hai mắt ra, vẻ mê mang diệt hết, thay vào đó là một mảnh thanh minh, không chỉ có như vậy, trên mặt cũng mang theo một tia không có hảo ý nụ cười long thiểu thiên a à, long thiểu thiên coi như là ta chiếm thân thể ngươi thù lao ta liền gánh vác ngươi hoàng khố danh hiệu đến khống chế cái này một nát thế giới đi không bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng bước chân long thiểu thiên vội vã nằm xuống người đến lại là đêm qua mỹ phụ lâm huyển nhưng bây giờ biết nàng liền là mình cổ thân thể này mẫu thân dịp thiên mộng ở hoa hạ long thiểu thiên là một đứa cô nhi không liền bị hoa hạ bí mật bồi dưỡng mà sau cổ ngộ dị có thể đi vào bộ đội đặc thù. Có thể nói quốc gia là mẫu thân, bách tính là phụ thân, chân chính thân tình căn bản là trống rỗng. Nguyên lai like tối hôm qua cũng không phải là huyền ảnh ảnh để diễn kỹ, mà là một cái mẫu thân đối với mình con trai ruột chân chính quan tâm, chẳng biết tại sao, luôn luôn tim rắn như thép thạch long thiểu thiên, vào giờ khắc này lại có loại muốn rơi lệ xung động. Chết tiệt, bị trí nhớ của hắn ảnh hưởng, lão tử là hỏa thần tà thiểu, sao lại ở một nữ nhân trước mặt rơi lệ. Coi như nàng là mẫu thân của ta cũng không được. Long Thiểu Thiên trong lòng trống giận, ngạo nghễ ngẩng đầu, thế nhưng hai hàng thanh lệ lại xẹt qua khuôn mặt. Diệp Thiên Mộng Nhu tình nhìn Long Thiểu Thiên, một mặt khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt, một mặt ban phụ thân hắn giải thích, Long Thiểu Thiên không muốn tiếp tục rơi lệ mất mặt, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Tự hồ là phát hiện hôm nay Long Thiểu Thiên so với quá khứ hiểu chuyện, Diệp Thiên Mộng cũng rất vui vẻ nàng ngược lại là hy vọng lúc này đây Long Thiểu Thiên bị đánh tỉnh. Căng dặn hai câu, sợ làm lỡ Long Thiểu Thiên nghỉ ngơi, liền rời đi. Thở phào một cái, Long Thiểu Thiên chứng kiến một cái bóng hình xinh đẹp sợ hãi rụt rè không dám tới gần, thở dài một tiếng, nhược hàng, ngươi đi xuống trước đi, cần ngươi thời điểm tự nhiên sẽ gọi ngươi. Dạ, là, thiếu gia. Nói xong, nhược hàng ly khai. Nhìn nàng Anna bóng lưng, trong đầu hiện lên nàng thanh lệ khuôn mặt, Long Thiểu Thiên không nói gì, nha đầu này tối đa 17-18 tuổi, quả thực duyên dáng yêu kiều, thảo nào trước kia Long Thiểu Thiên sẽ đối với nàng khởi sắc tâm, thế nhưng sắc không có sắc đến, lại bị cha của mình Long Phi Vân dưới cơn thịnh nộ một chưởng đánh gục, nếu không phải vừa may xuất hiện hoa hạ Long Thiểu Thiên xuyên việc giả mà nói, sợ rằng bây giờ Long Gia nên tổ chức tang sự. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.